Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VNews. Vào tối ngày 23 tháng 3, thì tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã dính một chấn thương nghiêm trọng sau cú va chạm của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trên sân Thống Nhất, khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Thì mới đây, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có những chia sẻ đầu tiên sau cú va chạm đáng tiếc này. Cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé! Trong 12 tiếng vừa qua, thì những thông tin về chấn thương của Hùng Dũng là điều được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm nhất. Ngô Hoàng Thịnh, người khiến Hùng Dũng rời sân trong đau đớn, cũng đã vào viện động viên người đồng nghiệp. Cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hối hận vì những gì đã gây ra. Theo đó thì Hoàng Thịnh chia sẻ: "Tôi rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân. Thật sự tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm Hùng Dũng bị gãy chân. Tôi mong người bị đau là mình chứ không phải là Hùng Dũng. Giờ điều tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Với tôi lúc này, mọi người có thể chửi bới, phạt tôi thế nào cũng được." Về tình huống đáng tiếc trên sân, Hoàng Thịnh nói: "Ham hố gì thứ đá như thế này, tôi ham bóng quá và lao lên. Cay đắng thay, Hùng Dũng lại bị gãy chân. Mọi chuyện xảy ra theo cách không ai mong muốn. Tôi và Dũng cũng thân với nhau, cậu ấy lại bị như thế này. Dũng đau một thì tôi đau 10. Ngay sau khi Hùng Dũng được đưa đi cấp cứu, Hoàng Thịnh cũng vào bệnh viện ngay trong đêm để thăm hỏi đồng nghiệp. Khi ở trên sân, anh cũng chạy theo xe chở Hùng Dũng để xin lỗi. Trước đó, trong lúc người vợ chưa thể tới bên Hùng Dũng, các đồng nghiệp tại đội FC đã chăm sóc anh tại bệnh viện. Trên trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video ý nghĩa quay lại cảnh đội trưởng Văn Quyết lau người cho người đàn em trên giường bệnh, khiến mọi người vô cùng xúc động. Theo chẩn đoán ban đầu, Hùng Dũng bị gãy xương mác và xương chảy. Trong sáng nay, anh sẽ được tiến hành phẫu thuật. Với chấn thương này thì Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu ít nhất là 1 năm. Hiện tại thì vợ Hùng Dũng đã có mặt tại bệnh viện để động viên và sát cánh cùng chồng trong lúc khó khăn này. Nhiều thành viên của câu lạc bộ Hà Nội cũng túc trực tại bệnh viện từ đêm qua. Có thể nói Hùng Dũng là một trong những mắt xích quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách cầu thủ góp mặt ở SEA Games 19. Và để rồi sau đó, cầu thủ của Hà Nội FC đã góp công lớn giúp bóng đá Việt Nam giải cơn khát huy chương vàng ở SEA Games. Mong rằng anh có thể sớm hồi phục để quay trở lại với niềm đam mê sân cỏ. Những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tới. Xin chào và hẹn gặp lại! Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả, đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.